trong lĩnh vực đầu tư thì nó sẽ gồm những cái cấp độ nào và những cái ưu nhược điểm của nó là gì để chúng ta có cái góc nhìn tổng quan nhất để trước khi bước chân vào thị trường đầu tư và giả nghĩ rằng là cái những cái tiến trình đi trên trên thị trường tài chính này thì giả nghĩ là rồi rồi ai sẽ cũng sẽ trải qua những cái con đường này cả thôi nó cũng không có gì mới mẻ và khác biệt lắm đâu nhưng bây giờ chúng ta sẽ ngồi lại thống kê Đúc rút, chiêm nghiệm lại xem xem là Ờ, ừ, thế rồi cả cái hành trình mình đi như thế rồi Thì cuối cùng là mình chọn cái con đường nào Cho nó thông minh và khôn ngoan Thì tùy thuộc vào mỗi người Rồi, bắt đầu nhé Thì đầu tiên đấy, Đầu tiên ấy Ở ở đây thì già không phân biệt là cấp độ nào Cao hơn hoặc là cấp độ nào thấp hơn đâu nhé Già chỉ nói cái tiến trình mà Già đã đi qua và rất nhiều người khác đã đi qua Thì đầu tiên là từ Tiến trình gọi là à, uh, làm công ăn lương đó thì mình sẽ bán cái sức lao động của bản thân của mình để kiếm lấy tiền cái cấp độ làm công ăn lương này thì nó có nhiều nhiều hình thái trong này lắm có thể là bán chất xám lấy tiền hoặc có thể là bán sức lao động gọi là lao động chân tay để lấy tiền nó làm công này thì tùy thuộc nhé lương này thì nó cũng tùy thuộc luôn có thể rằng là, là như này nói làm công thì công việc văn phòng này hoặc là à, làm quản lý hoặc là làm phù hộ gì đấy thì làm việc công công việc tay chân hoặc là làm công việc có chất xám để đổi lấy gì đổi lấy lương tức là đổi lấy tiền đó thì là cái cái này thì bước đầu tiên thì già nghĩ là ai cũng đi từ từ bước này mà đi lên còn đương nhiên rằng nó sẽ có những cái trường hợp khác ví dụ như là ví dụ như là à, những cái cấp độ những người mà người ta đã giàu sẵn từ trước rồi người ta không cần phải làm công ăn lương nữa thì ok bỏ qua cái trường hợp này được rồi tiếp đến là cái cấp độ số 2 sau khi sau khi mình có tiền rồi thì làm gì có tiền thì mình sẽ mua sắm này kia đúng không thì mình sẽ bắt đầu học về đầu tư rồi học về đầu cơ này kia thì thời chính trả thời xưa cũng thế thôi cũng đi từ ở lúc đầu thì cũng không có tiền thì đi làm có tiền tích góp được một ít rồi thì sao thì gửi tiền tiết kiệm Thời xưa chỉ biết gửi ngân hàng thôi chứ cũng không có ý tưởng là như bây giờ trở thành chuyên gia phân tích này kia đâu, không có. Thời xưa là chỉ có gửi tiền tiết kiệm thôi, có tiền thì làm gì? Đem tiền đi gửi tiền tiết kiệm hoặc là mua sắm. Một là tiết kiệm, hai là mua sắm, thế thôi. Cũng không nghĩ được là xa hơn. Đó. Và chi tiêu, mua sắm rồi chi tiêu nữa thì nói chung thì nó cũng quanh đi quẩn lại có tiền thì tiêu thôi chứ để làm gì thế nhưng mà lúc đấy thời thời đấy thì cũng biết tiết kiệm một ít đấy chứ cũng không phải là không đâu rồi mua sắm thì mọi người biết mà mình làm lương 10 triệu thì sẽ chi tiêu với cái cái trong khoảng vi 10 triệu mình làm 20 triệu thì sẽ chi tiêu trong khoảng vi 20 triệu nhưng mà đó nói thế thôi nhưng mà đối với giá thực tế thì thời xưa kiểu cũng mong muốn thể hiện bản thân này kia đi cùng mua trả góp này kia cũng có cùng mượn người này người kia rồi mua cái vượt cái giá trị bản thân về rồi chờ làm lương về rồi trả đấy thì cũng có cái đấy chứ không phải không đâu tại vì con người mà à, con người cho nên là cùng cùng ở ừ, thì nói thẳng mặt ra thì mình cùng xì diện nữa à, nhưng mà nhưng mà làm thế một thời gian sau thì thấy cái còng lưng tràn lửa mệt quá xong sau này bảo thôi mình có nhiều tiêu nhiều thế thôi cho khỏe người à, chứ sở thích mình nhiều mà không biết mọi người ở đây có thích đồ công nghệ không mà một khi mà dẫn thân vào đồ công nghệ thì đúng lắm tiền luôn ai mà có sở thích về ô tô rồi sở thích về xe phân khối lớn thì còn lắm tiền nữa đấy thì mỗi người có một sở thích khác nhau thì lúc mà mình có tiền thì mình sẽ mua sắm giống như là cái ông gì có nói ra già già chả biết ông 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 lấy tên gì nữa Nikosaki gì đó mua tài sản hay mua tiêu sản nhưng mà đối với quan điểm cá nhân của già thì thì tài sản với tiêu sản nó là một cái ranh giới rất là mong manh và tùy vào góc nhìn của mỗi người thôi. Như ông như ông có bảo rằng là mua cái ô tô là cái tiêu sản nhưng mà đối với già nó không nhé. Cái ô tô nếu mà nhìn ở góc độ khác nhiều khi nó là lại, lại là tài sản, vì sao? à, vì ô tô nó có thể bảo vệ bảo vệ che mưa che nắng cho mình này mà đi ô tô bởi xe máy thì ô tô ô tô sẽ, sẽ sẽ sẽ, có có vẻ như là nó an toàn hơn tại vì mình được che chở được bao bọc rất là nhiều còn xe máy thì ngả cái là té là 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 là, là ra này kia liền còn ô tô thì như mọi người biết đó trời sơ sơ không ăn thua một là tay tai tai nạn lớn luôn À, với lại là nhiều người bây giờ kiểu cũng thích phong bạc Thì có ô tô để lòe ra này kia thì uh, kiếm được nhiều hợp đồng hơn, chỗ được nhiều hợp đồng hơn Mà con người mình mà cũng nhìn vào vẻ bên ngoài của người khác để uh, tin tưởng rồi để ký kết hợp đồng thì cũng nhiều Cho nên là uh, cái đấy cũng là một cái phương tiện thì xếp nó vào trong cái danh mục là đầu tư cũng được Chứ không phải là tiêu sản đâu Nó cũng nhiều khi là tài sản đấy nhưng mà đối với một số người khác mà đi ô tô chả để làm gì giống như già suốt ngày trây ngồi cắm mặt vào cái màn hình máy tính thì đối với già thì ở đâu có đi bao nhiêu đâu. Đó thì có thể nó là tiêu sản và có một số người khác nó là tiêu sản. Nhưng mà nhưng mà với cái góc độ về kiến thức tài chính ngân hàng ấy thì nếu mà lúc mà mình mua ô tô ấy thì có thể thể chấp được cái tài sản ô tô cho ngân hàng được đó thì 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 già thấy rằng là hiện tại bây giờ ngân hàng nó có rất là nhiều cả thể chấp một là bất động sản hai là 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 muốn mua ô tô trả góp gì đấy thì thể chấp nguyên cả cái tài sản là ô tô cũng đều được ở Việt Nam nhất còn nước ngoài thì già không biết nước ngoài thì già chỉ muốn ô tô nước ngoài bao giờ anh chịu không biết à, hôm nay là thứ bảy cho nên ngồi 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 nói chuyện với mọi người thôi già cũng không biết là lai chuẩn hay không <laughs> Black Friday hả? À? <laughs> dạ không biết à, Thì đây là cái cấp độ số 2 Để nói về tài sản với tiêu sản một xíu Thì sau khi mình chi tiêu Mình mua sắm, mình tiết kiệm rồi Thì tiết kiệm một thời gian sau Thì chắc chắn là trong đầu của gia Thời xưa cũng có nhiều người bảo rằng là Mà tiết kiệm thì cơ bản là tiết kiệm cũng không nhiều đâu Mà thời xưa làm gì có nhiều Mà bây giờ cũng không có nhiều đâu <laughs> Cũng nghèo lắm à, Thì Thì trong đầu nó cũng có một cái suy nghĩ bác vâng bảo bên ta là tiền gửi tiết kiệm như thế này thì 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 tư duy đầu tiên ý, là cái tư duy là uh, uh, bị uh, bị mất giá à, mình chỉ mình chỉ hiểu nôm na là cái đồng tiền bị mất giá rồi làm phát nó tăng thì khiến đồng tiền mất giá thôi vì vì cái làm làm phát nó nhiều khi bằng hoặc cao hơn cái phần trăm tiền gửi tiết kiệm cho nên là mình gửi trong ngân hàng lâu ấy, thì sẽ dẫn đến cái vấn đề phải mất giá cho nên là phải mang đi đầu tư thì một câu hỏi là ở ừ, thế thì đầu tư cái gì à, đầu tư với cái số tiền khoảng 500, 600 chưa tới 1 tỷ thì mua bất động sản em có vẻ khó nhỉ à, thì lúc đấy bắt đầu nghỉ sang ở ừ, nếu mà mua bất động sản không được thì có thể là mua chứng khoán à, thời xưa chỉ biết đến chứng khoán thôi tại vì cái đồ coi thời xưa ở Việt Nam cũng chưa nổi lắm đâu mà mình kiến thức cũng còn hạn hẹp lắm không biết thì ừ Bắt đầu dẫn sang sang gọi là à, Bắt đầu hiểu, học về Đầu tư cũng biết, về đầu tư đầu cơ gì đấy Để bắt đầu cùng Đùng, cùng mang một ít tiền Đi vào đây, quất, à, quất một ít à, Ở đây thì già có thể là Đột cháy giai đoạn này nhé à, Thời xưa thì mình làm công ăn lương Làm xong một thời gian sau thì mình sẽ lên cấp quản lý Hoặc là mình ra từ, từ mở cái công ty riêng của mình ấy. À, Thì cơ bản là Mình cũng cần phải làm việc còn đầu tư này thì thời xưa giả nghe mọi người nói nhiều lắm, bảo là ờ chỉ cần chỉ cần tiền làm việc cho mình xong đêm nằm ngủ vắt chân Cứ lắc 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 xong tiền thu nhập thụ động. Không biết là mọi người có nhớ cái thời 2008 hay ở Việt Nam đổ lên cái trào lưu gọi là uh, xây dựng các nguồn thu nhập thụ động. Ôi trời ơi, nhiều lắm. Nhiều 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 như mây luôn. Rồi tạo có rất là nhiều kiểu uh, mô hình này mô hình kia nhưng mà cơ bản là đều đa cấp và sập hết rồi ở nhưng mà thời đấy rổ lên dữ lắm à, thời cho rổ lên dữ lắm mọi người cứ đặt câu hỏi comment thôi chiếu nữa ra nói xong cái chủ đề chuyên đề này thì ra sẽ trả lời câu hỏi cho mọi người sau uhm. thì cũng biết đến là đầu tư là à chỉ cần tiền làm việc cho mình cứ cứ lúc mình ngủ thì tiền nó cũng về thì bảo ơ ờ, cái này cũng có vẻ ngon thấy cũng được được mà không đầu tư thì mất giá thì ok với hai cái lý do cũng cũng khá thiết yếu như thế và không thêm một cái lý do nữa là lúc đấy cũng được bên môi giới chào mời rằng chẳng lẽ bây giờ anh làm công như thế này cả đời rồi 40 50 tuổi bây giờ bước sang tuổi 50 là anh có anh có thể đi làm công và công ty có thuê anh làm như thế này được không mà bây cho dù anh bây giờ anh anh anh, anh vững tay nghề đúng không anh muốn sang làm chủ ok anh làm chủ thì anh cũng cần phải quản lý nhân viên các kiểu này kia anh cũng đâu có được tự do về thời gian anh đâu có muốn làm gì anh muốn đâu đó con đường đầu tư là con đường mà mà mà, mà lâu dài nhất đối với anh ấy ở thì thời xưa cũng cũng nghe mọi người nói thế nhiều thì có biết gì đâu thì ừ thấy cũng hợp lý thế thì cũng bắt đầu là ừ rục rịch đi mua cổ phiếu à, rục rịch đi mua cổ phiếu việt nam thì thời xưa cũng có nhiều mã lắm. nhưng mà thời xưa môi giới hay môi giới cho mình gọi là mã họ flc với lại mã họ nhà vin với lại các dòng ngân hàng à, v um, à, à không ngân xin lỗi mọi người à, ngân hàng là vietcombank các kiểu à, vin thời xưa có, có mấy họ nhà vin nữa thì cũng mua mua một cái một ít một cái một ít một cái một ít mua đấy đó nhưng mà cơ bản là có lúc lời lúc lỗ nhưng mà lúc đấy thì thực chất là giống như là cái kiểu là mình đi theo con số ấm ấy thì người ta tư vấn sao thì mình mua thế mình lên mình chỉ đọc ta 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 thôi mình thấy mình lên xong mình thấy ô Vietcombank này ngân hàng Vietcombank lớn này ngân hàng Vietcombank là mình cũng đang sử dụng này thấy dịch vụ nó cũng tốt này thôi mua cổ phiếu của Vietcombank đi à, thế thì cũng chỉ có biết thế thôi À thì mình cũng không có biết đọc báo cáo tài chính là gì, chả biết kinh tế vĩ mô vi mô gì hết. Tại vì lúc đấy mình amateur mình người mới chỉ biết là ừ mình giỏi chuyên môn của mình thôi, làm công ăn lương này thôi. Thì cũng bắt đầu sang đầu tư thì đương nhiên rồi thua lỗ đầy ra chả thiếu nhiều. Sau đấy thì bắt đầu là mấy ông môi giới nói mình chả tin nữa. À, thế, rồi thì đấy bắt đầu là à, tự đi học là tại sao nên mua tại sao nên bán rồi mà cái xanh xanh đỏ đỏ trên màn hình là cái gì thì sau này học ra đến nhật rồi này kia rồi đủ cả thời đấy còn rổ lên cả ichimoku nữa à, xong cái rồi à, xong cái rồi đi học ichimoku tại vì thời xưa ichimoku nổi tiếng lắm rất là nhiều người kiểu thân thành họ ichimoku luôn ở thì cũng đi học học về xong cái rồi mở chứng khoán lên giao dịch T03 xong rồi cùng cùng thua cùng nhiều à, cũng không giải quyết được vấn đề thế là bắt đầu bỏ bê đầu tư với động cơ một thời gian đấy, bắt đầu quay lại làm công an lương tiếp xong rồi, thôi kể củ nó bây giờ mình cứ thế thôi sau này tính sau thì đấy bắt đầu từ 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 các bậc số 3 này đầu tư nói là đầu tư không phải nhưng thực chất là đầu cơ mà già cũng chẳng biết phân biệt đầu tư đầu cơ ra sao nhưng mà cơ bản giả thấy bản chất mình đúng đầu cơ thì đúng hơn chờ t cộng ba về xong mình bán ra như thế bảo đầu tư thì nhiều khi nó cũng cũng cũng, không 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 có chuẩn lắm thì đó bỏ cái số 3 quay lại làm con lương gửi tiền tiết kiệm mua sắm chi tiêu đó thì làm một thời gian sau thì cũng bắt đầu cũng đánh đồng cũng suy nghĩ mình nhiều chứ cũng bảo là rồi thế thì bây giờ mình làm hoài vậy rồi tiền tiết kiệm này rồi có đủ một đất hay không có đủ xây nhà hay không nếu làm như thế này thì bao giờ có hai ba tỷ một đất xây nhà chả ổn chả ổn tèo nào thế thì bắt đầu là phải phải dùng gì đấy đó. phải, mình mình phải có một cái đột phá gì đấy một là tập trung vào công việc mở một cái business một cái công ty riêng hai là sử dụng cái tiền mình có tiết kiệm thì giống như là quản lý tài chính cá nhân thì mọi người biết rồi đấy nó chỉ có hai cái thôi một là gì tăng thu hoặc là giảm chi. Đây. Cái này học kế toán tài chính doanh nghiệp thì mọi người chả chả là gì nữa đúng không? Tăng thu giảm chi. Đó thì có thêm tiền hoặc là uh, thu vẫn từng từng đấy, giảm chi lại hoặc là uh, chi vẫn từng đấy, tăng thu lên thì cái dòng tiền của mình nhiều hơn nhưng mà cơ bản là chả thấy nó cũng không khả thi, cho nên thôi thì đang kể cái hành trình xưa giờ thì mình không biết nó thì cái tăng thu giảm chi là như thế thì bắt đầu tiếp đến cái 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 đầu tư thì sau đấy mới bắt đầu là tìm hiểu về đầu tư rồi tìm hiểu về crypto tìm hiểu về coi rồi tìm hiểu về nến rồi từ giao dịch nó là cả một cái hành trình từ đi trên đôi chân của mình là buổi live hồi hôm qua có nói trong cái video số 31 có nói với mọi người rồi đấy đó thì bắt đầu là à cứng cửa rồi là tự đi trên đôi chân của mình thì sau này đến hiện tại bây giờ thì vẫn cứ tự đi trên đôi chân của mình và bây giờ ngồi nhìn lại nhé ngồi nhìn lại thì đặt ra câu hỏi rằng là nút cuộc là mình bây giờ mình làm giao dịch thế này làm giao dịch làm đầu tư thế này thì nó có những cái lợi ích gì và nó có những cái cái thế mạnh gì tốt cho mình thì già có thể tạm liệt kê ra hai cái là cái số 3 với cái số 1 nhé À, một là có thể là làm chủ hoặc là làm công thì thì già dạ không biết nhưng mà già dạ cũng đã từng trải qua hai cái này rồi từng làm chủ cái công ty của mình và cũng từng đi làm đi làm nhân viên đi lên thì ở đây là già nói về góc độ cá nhân của già dạ thôi mọi người có thể tham khảo cái góc nhìn mọi người có thể khác rồi cái thứ hai là cái giao dịch giao dịch thì cái đầu tiên ý, là nói về tính thanh khoản trước. À, tính thanh khoản nay ngồi chiêm nghiệm lại thì ra cái này thôi chứ bữa giờ cũng cũng có nhưng mà chả bao giờ thống kê lại như thế này hết ừ. thì cái tính thanh khoản tính thanh khoản mà ai mà có công ty hoặc là làm nhân viên có công ty mà làm công ty doanh nghiệp anh già đang nói ở về mặt công ty nhé thì khoản xuyến rất là nhiều thứ này để để công ty có dòng tiền thì cần phải sao thì cần phải có sản phẩm đúng không cần phải có sản phẩm mà để có sản phẩm thì phải sao cần phải thông qua quá trình nghiên cứu sản phẩm rồi gì nữa nhân viên marketing truyền thông kênh bán à, nơi bán sản phẩm mặt bằng à, rất là nhiều yếu tố để có thể bán được sản phẩm để làm gì bán được sản phẩm thì sao thì có dòng tiền thì có dòng tiền sẽ trừ đi chi phí thì nó sẽ ra cái doanh thu à, à, Tức là sẽ có cái tổng dòng tiền thu về trừ đi chi phí nó sẽ ra cái lợi nhuận hả thì ok tính thanh khoản nó nó cơ bản là nhiều khi mình bán hàng mà có nhiều cái loại mặt hàng mình bán ấy, nó tồn kho lâu nó bị hư ví dụ giống như là thời xưa cũng bán đồ ăn này sau đấy thì đồ ăn thì cái đét của nó cái 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 hạn sử dụng của nó rất là ngắn mà bán không được là ok lỗ vốn không nói nhiều à, rồi bắt đầu chuyển sang các mặt hàng khác bán thì bắt đầu là đây là bị ôm hàng tồn kho cũng 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 khó bán bán cũng rất là chậm cho nên tính thanh khoản nó chậm mà tính thanh khoản chậm thì sao thì dòng tiền nó quay chậm mà dòng tiền quay chậm thì tiền mình ít ở ờ, cho nên là nó bị kẹt ở cái phần này kẹt ở phần thanh khoản sau này mới hiểu là cái từ thanh khoản thôi trước cũng chả biết đến từ thanh khoản đâu mình chỉ hiểu là à, nó là như thế thôi thì còn với bên giao dịch này thì giá giao dịch crypto giao dịch chứng khoán giao dịch và vàng các kiểu gì đấy thì thanh khoản của nó là một nốt nhạc mua là được liền bán là được luôn mua là có liền bán là được có luôn nhanh lắm nhanh một trong tích tắc xong mình mới bảo là wow, ờ ở đây chả cần phải gì không cần phải nhân viên này không cần phải hàng tồn kho này không cần phải nghiên cứu sản phẩm này không cần phải mọi thứ hết không cần gì hết chỉ cần là ừ mua được liền bán được luôn tại vì sao? tại vì mục đích chung của hai cái này là gì? Cái tính thanh khoản của hai cái này là gì? là để có lợi nhuận vì sao? vì cái ông làm kinh doanh này thì già dạ, không biết mọi người thế nào nhé nhưng mà trước già làm kinh doanh thì thế à, thì cũng bảo là ở ừ, doanh thu trừ lợi nhuận thì bằng à, doanh thu trừ chi phí thì bằng cái lợi nhuận đúng không? bên giao dịch này cũng thế à, mua mua thấp bán cao rồi thì sao? mua thấp bán cao thì mình sẽ ăn chênh lệch ở giữa thì mình sẽ có gì có cái lợi nhuận tranh lệch ở giữa đó thì mình thấy là ừ. ờ nhưng mà cái ông giao dịch này thì bây giờ ngồi nhìn lại thì công nhận là nó khỏe hơn thật hay là do mình có kiến thức kỹ năng sẵn cả rồi thì mình mới cảm thấy nó nhà nó khỏe thì cũng không biết nhưng mà ở đấy thấy cái đầu tiên là cái cái tính thanh khoản mà cứ mua thấp bán cao hoặc là mua cao bán cao hơn hoặc là bán cao rồi mua thấp lại đó à, hiện tại bây giờ chứng khoán Việt Nam thì có giao dịch phái sinh đấy thì cũng được luôn rồi cái thứ hai ấy, là về cái mặt tiếp xúc với nhân viên với người ngoài thì đối với trong đối, đối với đối với kinh doanh ấy, thì trời ơi gặp nhiều người à, tiếp khách hàng này gặp khách hàng này sale gọi điện cho khách hàng gặp nhân viên đào tạo nhân viên trời ơi, đủ thứ chuyển trên trời dưới biển luôn tiếp xúc người này người kia mà làm ở trong công ty thì sẽ thấy 90 chín người 10 đau đầu chưa tính chưa tính là nói đến cái chuyện mà không biết là mọi người có cái công ty có lớn hay công ty của cha thì cũng bảy bé, bé thôi nhưng mà có người góp vốn vào nữa thôi hai thằng ngồi cãi nhau như đúng rồi người thì đưa ra cái chiến lược kế hoạch này người kia thì kia à, mình thì tính hướng nổi sẵn nữa Cho nên thôi Thì đấy ý nói là ờ ừ, Tiếp xúc với nhiều người và nó có nhiều cái 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 góc khuất trong trong cái công ty ừ. ai mà kiểu đi làm nhân viên văn phòng ấy thì chắc là sẽ thấu hiểu cái điều này rất là nhiều người nói xấu nhau nói xấu người này nói xấu người kia nói xấu đồng nghiệp nói xấu sếp đủ cả mà già cực kỳ khó chịu và cực kỳ không thích cái môi trường đấy Do à, cho nên là chả bao giờ giờ làm cái công ty làm văn phòng ở được lâu hết thì thời xưa cũng từng đi làm văn phòng mà mà không làm được lâu trong thôi bỏ nhưng mà đối với giao dịch này thì sao giao dịch này thì chả cần phải tiếp xúc với hai cả suốt ngày cứ ngồi cắm mặt vào cái máy tính đổi lại thì cần thì nó sẽ tăng <laughs> sẽ sẽ đeo đeo cặp kính nhưng mà cơ bản là già gặp rất là nhiều pro trader rồi nhưng mà cơ bản là ai cũng có kính hết á ừ không biết có tiền đi mổ được hay không mổ thì cũng nghiên cứu về mổ đấy nhưng mà mổ thì phải tùy cơ địa của mỗi người có người mổ được có người mổ không được đâu ừ. cho nên là cái yếu tố của với lại là đau bệnh thì nhiều lắm nếu ngồi nhiều thì bị trị bị cột sống đủ cả cho nên là cho nên là chú ý về phần sức khỏe xíu Nhưng mà cơ bản là đổi lại thì mình chẳng cần phải tiếp xúc với ai Sáng ra thì mình chẳng cần phải lên công ty à, Cũng chẳng cần phải bên 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 này đúng không Thì sáng ra là 8 giờ phải đi lên cơ quan Làm việc Đó. Rồi trưa đi ăn trưa Rồi tiếp xúc đồng nghiệp này kia Không thích cũng phải cố gắng hưởng ép Mà thích rồi mà ngồi mà làm Chỉ vì tiền đúng rồi Còn bên giao dịch này cũng tương tự như thế chả cần phải tiếp xúc với ai nhưng đổi lại nó có nó cũng sẽ có những cái góc khuất như thế thôi nó cũng chả khác đâu đổi lại là ở ừ, mình được tự do được thoải mái chả cần phải nói chuyện với ai mình có thể mua ngay được luôn bán ngay được luôn mình có thể làm bất cứ đâu mình muốn mình có thể bất đi bất cứ đâu mình muốn có thể là ở nhà với bố mẹ ở nhà với gia đình thì ok mình đã được tự do về mặt không gian là điều chắc chắn rồi đấy tự do về mặt thời gian thì còn tùy nữa mới đầu già nghĩ là khó đấy Vì mới đầu bị nghiền nhìn biểu đồ ấy nên bảo là tự do về thời gian thì giả nghĩ là không. Không. Sau này thì sau này dứt ra được mấy cái trạng thái tâm lý cảm xúc mà buổi video số 31 nói đấy thì thì may ra là tự do về thời gian rồi không gian theo cái đúng nghĩa đen. Còn trước thì không đâu, chắc chắn là không giả nghĩ, giả như vậy. Rồi. Uh, tiếp đến yếu tố tiếp theo là yếu tố về giá trị. Giống như là công ty kinh doanh thì bảo là mình ta tạo ra sản phẩm tạo ra giá trị thẳng dư cho 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 à, cho GDP các kiểu tạo ra thẳng dư còn mấy ông giao dịch này thì rồi cuối cùng là mấy ông làm gì trên này à, mấy ông tạo ra cái giá trị gì cho xã hội à, rồi này kia thì cái đấy nó liên quan đến vấn đề về Đã thông những cái tư tưởng tư tưởng của trader Tư tưởng của các nhà đầu tư và nhà, nhà giao dịch Tại vì như mọi người biết rồi đó Ai mà mở biểu đồ chứng khoán lên Hoặc là nhà giao dịch mà cứ mua mua bán bán kiếm được tiền Thì rồi cuối cùng là ai làm, ai sản xuất Đúng không? Không có người sản xuất Thì thì không có gạo mà ăn Không có tivi mà sử dụng, không có máy tính mà xài với ai cũng lao đầu vào Vào giao dịch thì rồi cuối cùng là ai sản xuất Cho nên ấy, là nó sẽ có sự phân hóa rất là rõ ràng Và trước sự, sự phân hóa đó nó vẫn còn và vẫn tồn tại có người thì thích sản xuất, có người thì muốn sản xuất, có người thì muốn giao dịch, có người muốn đầu tư nó khác nhau, người chẳng ai giống ai cho nên là cái này là về phần tư tưởng thì video số 31 hoặc là những cái video thực đấy thì già cũng có nói cho mọi người rồi nhé, thì đấy thêm nữa là còn gì nữa không nhỉ? Làm công ty với làm giao dịch à? làm chủ công ty thì có thêm yếu tố nữa à. <laughs> cái giai đoạn này là mới đau đầu dữ lắm hồi hôm mới ngồi gặp anh em xong để anh em bảo là bây giờ bây giờ chuẩn bị trả lương cho nhân viên chuẩn bị thường tết mà một tháng là phải trả lương khoảng hơn trăm triệu thường tết nữa sắp tới rồi là bây giờ phải chuẩn bị đốc hòm là khoảng 200 hơn 200 xíu khoảng hai trăm rưỡi để trả lương cho nhân viên với thường tết nữa cái giai đoạn này là các giai đoạn chủ doanh nghiệp đau đầu đau đầu kinh khủng mà mình cũng thấy công nhận đúng thật nhưng mà đối với giao dịch này thì không giao dịch này thì cũng không cần phải nghĩ đến là mấy cái việc lương thưởng cho nhân viên làm gì chỉ có lo cho mình là Ôi rồi, 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 giao dịch có lợi nhuận hay không có kiếm tiền rồi tết năm nay có bánh trưng bánh trưng có, có thịt hay không thôi nhưng mà giao dịch lâu trên thị trường thì thì thì, thì, thì nếu mà giao dịch ổn sống được bằng nghề thì giả nghĩ là nó sẽ ổn là thôi Rồi. À, rồi còn gì nữa không nhỉ? nhưng mà à ở đây này ở đây có một cái thực tế phụ phàng là không phải là ai cũng ở trên này ở cái giai đoạn này được đâu ở cái giai đoạn giao dịch đầu đầu tư đầu cơ này được đâu tại vì sao? tại vì nó cần phải vượt qua rất là nhiều rào cản và chứng cha và giả quan sát với rất nhiều người khác tâm sự với nhau thì cũng nhiều lắm tại vì từ làm công ăn lương đúng không chuyển sang tiết kiệm mua sắm chi tiêu thì bình thường đại đa số ai cũng làm thế nhưng mà đầu tư với đầu cơ thì rất ít vì nhiều người bảo là đến đầu tư bất động sản đầu tư chứng khoán rồi này kia nhưng mà người, mọi người thông thường là khá khó ác cảm nhiều với đầu tư mà đặc biệt là những cái đầu tư mà về bên có màu màn hình xanh xanh đỏ đỏ hiện trên màn hình là mọi người có ác cảm khá là nhiều có thể là chứng khoán có thể là crypto có thể là ngoại hối forex vân vân vì chỉ thấy là ai đầu tư cũng bán nhà bán xe hết à, tảng ra bài sản hết không ai kiếm được nhiều tiền từ trường hoặc là bất động sản thì cũng thế bất động sản thì có thể là ổn hơn vì tâm lý đại đa phật người ta bảo là ừ thằng này đầu tư bất động sản này kia thì chỉ ít nó cũng có bất động sản thì cũng cứ nghĩ nó là giàu nhưng mà thực chất là nó cũng đau khổ dữ lắm chứ chả giàu đâu giai đoạn hiện tại là một cái minh chứng cụ thể bất động sản đứng 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 gọi là đứng không cần còn gì để diễn tả luôn thì đấy cứ từ một lên hai đúng không từ một có làm công an lương có tiền tiết kiệm một xíu rồi cứ quay một quay một một hai một hai một hai, một, hai, một, hai đi đều xong quay qua ba một xíu quay qua ba một xíu thì có người quay qua ba thử nghiệm một xíu xong cái rồi cảm thấy ờ ừ, nó cờ bạc nó là thua lỗ cộng thêm những cái cái truyền thông mà Ừ, đám đông người ta nói nữa bảo là ớ cái này thắng nhà tài sản đấy rồi ok bắt đầu từ bỏ bắt đầu bỏ thứ ba à, quay xuống một hai một hai một hai cứ thế đi đều thôi rồi có người đi đi vào ba trường hợp này là trường hợp già thấy chả còn gì trường hợp này già thấy là trường hợp đau khổ nhất ấy. mà kiểu cứ giờ chờ ứng ấy thà là đến ba đầu tư đúng không đầu tư không được rồi đi ra ngay từ đầu luôn biết chết ra ngay từ đầu luôn ấy. thì ok không nói nhưng mà trường hợp số 3 này này bỏ khá là nhiều tiền tiết kiệm công sức thời gian vì sao mình dành thời gian công sức ra thì sao cái công việc chuyên môn làm công an lương của mình này cái sự chuyên môn của mình nó sẽ giảm xuống nếu mà cái công việc nào tùy công việc nhưng mà cha thấy thông thường là nếu mà 6 6 tháng mình không đồng đến cái chuyên môn của mình ấy, là cái năng lực của mình nó bị giảm xuống rồi cộng thêm mình dùng cái tiền tiết kiệm này hết nữa để mang đi đầu tư thì mang đi đầu tư thì gì cần thời gian và cần tiền nó rút 6 tháng của cái số 1 rút tiền tiết kiệm của cái số 2 mang đi đầu tư À, mang đi đầu tư nhưng mà thua lỗ hết đầu tư hoặc đầu cơ gì đấy và chả biết nhưng mà ý muốn nói là à, đầu tư thua lỗ hết thì bây giờ chúng ta có gì bây giờ muốn quay lại thì có gì quay lại thì chuyên môn của chúng ta đã giảm sút xuống rất là nhiều rồi thậm chí là bây giờ đã mất việc rồi vì trong lúc đầu tư này thì, thì mình thua lỗ mà thì đâu có cái tiền mình để đâu thì tâm mình để đấy cho nên là cái cái làm công ăn lương này thì mình cũng đâu có tập trung vào nó cho nên là sụt giảm giảm sút rất là nhiều nhiều khi bị đuổi việc rồi nhiều khi mình từ nghỉ việc rất là nhiều yếu tổ khác nhau tiền tiết kiệm thì sai hết rồi Nói thế thì bây giờ là ừ, đầu tư đầu tư thất bại này rồi thì bây giờ phải làm sao một ý, là quay lại làm công ăn lương lại nếu mà quay quay về làm công ăn lương và tích 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 góp tiết kiệm lại từ ban đầu ấy thì cái tâm lý đầu tiên ấy là bảo là thời xưa mình quăng một cục tiền 500 600 triệu đi đầu tư bây giờ làm công ăn lương lương tháng 10 20 triệu bao giờ mới lấy lại được cái số tiền đầu tư ban đầu đấy là bắt đầu cái 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 tâm lý đầu tiên còn mà bây giờ ấy, bây giờ là kiểu dở giờ, giờ ương ương rồi đi tiếp ý, thì không có tiền nữa mà mình cũng chẳng biết hướng tương lai thế nào tại vì mình đã thất bại rồi mà bây giờ mình đi tiếp thì không có tiền vay mượn thì cũng không được mà tương lai nó mịt mù thế chả thấy được một cái ánh hào quang ánh sáng giỏi nào để mình tiếp tục bám víu đi tiếp à, cái giai đoạn đấy chả biết mọi người trải qua hay không nhưng mà trải qua giai đoạn đấy thì chắc là cũng, cũng đau khổ dữ lắm mà già nghĩ là không có ngôn từ nào để diễn tả được vì chính gia cũng đã trải qua cái giai đoạn đấy rồi đấy, nhiều lần nghĩ là từ bỏ rồi nhưng mà sau rồi bắt đầu là ừ chả biết thế lực nào xua đuổi đến hiện tại bây giờ à cho nên là bảo là bây giờ mọi người mà thấy ông này giao dịch thành công đúng nghĩa hoặc ông kia giao dịch thành công đúng nghĩa thực sự luôn nhá chứ không phải là kiểu mà kiểu mà mà mà, mà làm ba làm bóng bẩy tên tuổi rồi để mà làm cái này cái kia mấy người đấy mình không bàn đến thì người ta sẽ phải trải qua rất là cái cả cái con đường đau khổ này rồi đến đây đúng không mình thất bại rồi bắt đầu sao về nhà bố mẹ nói vợ con nói bảo là em đã bảo rồi ấy đừng có suốt ngày đâm đầu vào cái đấy này kia này kia bố mẹ cũng thấy họ hàng bạn bè không hiểu ai cũng nói thế thì 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 thì, thì, thì cũng chết nữa đó thì cũng cũng không chích ra được nó bắt đầu là ừ có người mà nghị lực tốt thì ờ ừ, ok vượt qua có người nghị lực không tốt tại vì sao bao nhiêu tiền tiết kiệm biết hết rồi ở tầm tuổi 30 35 biết hết rồi thì thời đấy làm lại thì có người làm lại được có người rất khó nên nàn chỉ thì nhảy câu từ từ đủ cả Trời ơi tệ nạn nhiều rồi bắt đầu xa đà vào nghiện ngập các kiểu đời coi như toan à, cho nên là rất là nhiều cái khúc mắt trong này còn mà thông thường chúng ta chỉ nghĩ đến biển cảnh là ở ừ, làm công ăn lương tiết kiệm rồi bắt đầu sang đầu tư rồi đầu tư thành công là được tự do về tài chính đúng không cái khúc số 4 này này là khúc tự do tài chính tự do về thời gian tự do về không gian là khỏe đúng không nhưng mà để cái số 4 qua cái số 3 này trời mà đầm dập kinh khủng lắm nhưng không có đơn giản đâu thật bây giờ mà chỉ cần xa cơ lỡ bước một xíu thôi chỉ cần mà mình một phút nông nổi mà sai lầm thôi là bao nhiêu tài sản mình đi hết nói gì đâu xa hồi hôm hồi hôm anh em mời kể với nhau cái vụ mua mua vàng với mua chứng khoán xong đấy Tích uh, góp cũng được khá khá tiền Xong cái rồi mua chứng khoán Xong cái rồi nó sập Con mắc Bao nhiêu tài sản đi hết Tại vì sao Tại vì không mua chứng khoán bình thường đâu Nhưng mà mua mà còn dùng mắc kín nữa Thì nó bị con mắc Thì buộc phải bán Bán thì tài sản mất à. Rồi uh, con vàng hồi hôm cũng thế Anh em nào giao dịch vàng thì cũng thấy rồi đó À, vàng nó đi xuống kinh khủng khiếp bây giờ thì nó hồi lại không nói rồi nhưng mà trước cái con sóng hồi này thì trước đây có con sóng đi xuống anh em than bạn nhau quá trời chảy hết chảy hết sai lầm đầu tiên là à, phô mô mua xong bắt đầu nạp thêm tiền vào gông. chảy chảy quá trời chỉ cần một phút sai lầm hoặc một phút bất đồng trên trong thị trường thôi là nó dẫn đến rất là nhiều hề lụy sai lầm kinh khủng à. ai mà biết ai mà biết quản lý vốn biết sl thì còn được còn mà chưa biết quản lý vốn SL thì ok thị trường sẽ là người thầy khá là tốt cho mọi người nhờ <laughs> yeah. thì đấy đấy là cái con đường từ làm công ăn lương tiết kiệm mua sắm chi tiêu mà tiết kiệm chi sắm chi tiêu như thế này thì ai mà người bình thường kiểu ăn nhàn ăn nhàn bình thường thì không nói làm gì nhưng mà cơ bản là chỉ làm trai mà cũng mong muốn có nhà lâu cũng muốn mong muốn có xe hơi cũng mong muốn bằng bạn bằng bè cũng mong muốn khẳng định mình này kia đúng không cho nên là không thể nào dầm chân ở cái số 2 này được Ủa này nó ta, ta 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 thế này được Cũng không thể nào mà cũng mong muốn là mình, mình 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 mình, cứ thế này mãi được Mình phải mà làm như thế này thì bao giờ mới mua được nhà Bao giờ mới, mới mua được xe Trường hợp là bố mẹ cho đất mua nhà mua xe Hoặc là nhà giàu sẵn thì ok Trường hợp đấy mình không nói Nhưng mà trường hợp đấy có Có cái vì thế bắt đầu từ ban đầu sẵn rồi thì người ta cũng mong muốn để vươn lên tiếp chứ cũng chẳng ai là muốn mà cứ bình 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 và dầm lui từ phía sau cho nên là khả năng cao là kiểu gì kiểu cũng phải nhảy vào nhóm số 3 để chơi nhưng mà nhảy nhảy vào nhóm số 3 để chơi thì chắc chắn nó sẽ có sự phân hóa hả chắc chắn sẽ có sự phân hóa tại vì sao tại vì chuyên môn của mình bắt đầu là làm công an lương tiết kiệm này kia thì mình sẽ không có kiến thức về đầu tư nhiều mà không có kiến thức thì khả năng cao lần đầu tiên vào thị trường thì có thể một phá ngay đấy nhưng mà đó là lần đầu tiên có thể là do may mắn hoặc là là sao đấy nhưng mà lần thứ hai lần thứ ba thì liệu nó còn có may mắn như thế không nhà nghỉ là không thì bắt đầu sẽ bầm dập này kia xong bắt đầu có người thì quay lại số một số 2 tiếp có người thì ok bỏ cuộc đây luôn nhảy lầu từ từ đủ cả hoặc là xa đà vào các tệ nạn xã hội cũng khó luôn nó gặp nhiều rất nhiều lắm rồi có người thì ok tiếp tục dẫn thân cố gắng vượt qua gì để qua đến cái số tư này nó thì bây giờ thì nó phân cấp thế rồi thì bây giờ ngồi nhìn lại bây giờ ra ngồi ra nhìn lại thì thấy được rằng là Chả có gì là dễ dàng cả Chả có gì là dễ dàng cả Cái gì cũng cần phải có cái giá của nó cả à, Đều có cái sự nhân duyên quả cả Nhân duyên hồi tủ đủ thì quả nó mới nảy thôi Chứ bây giờ mà đùng một cái bảo là à, Mà bây giờ ngồi mọi người nghe cái này xong Thì mọi người chắc chắn ai hỏi là ở à, Bây giờ muốn học đầu tư chứng khoán đầu tư bất động sản này kia học trong hai ba tuần là có thể kiếm được tiền từ thị trường hay không thì mọi người nhìn vào mọi người thấy chắc chắn rõ ràng là không rành mạch luôn ừ. nó thì có thể là hơi phụ phàng mà đấy nó có cả một cái tiến trình rất là dài chứ ngồi nó phải tính đến bằng năm chẳng bao giờ mà tính bằng tháng được đâu thậm chí là bằng tuần thì thôi bỏ luôn một tuần thì nó hơi viển vông thật Muốn đốt cháy giai đoạn thì Già nghỉ chả Chả đốt được cái nào hết Tại vì bây giờ mình chưa có tiền mà mình nhảy sang đầu tư luôn Thì làm gì có tiền mà đầu tư Tại vì ở ở lịch vực đầu tư Thì mình lấy tiền đi đập nhau đó. Lấy tiền sinh sôi ra tiền Tiền giống như là một nhà dạ, dạ. thông thường giá ai vì tiền tiền nó giống như là một binh một tốt trên chiến trường vậy đó mình là tướng mình là điều khiển những cái cái đồng tiền của mình và điều khiển đồng tiền của mình đâm vào chỗ chết thì hết tiền thì coi như là tướng bài thua trận làm lại từ đầu còn mà biết điều binh khiển tướng biết luân chuyển dòng tiền của mình biết điều hướng tiền của mình vào những cái nơi nó sinh lợi nó gia tăng thêm binh tốt ấy, thì ok mình lại có thiên nhưng mà đâu có vị tướng nào mà sinh ra mà đạt kiểu trăm trận trăm thắng bách trận bách chiến bách thắng đâu chả dạ, chả thấy ai trăm trận trăm thắng hết rồi cũng sẽ có những cái lần bấp ngạ rồi sẽ có những cái lần thất bại chứ làm gì mà có trăm trận trăm thắng bây giờ ra ngồi kể với mọi người thì toàn là kể những cái thất bại không chứ còn 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 kinh nghiệm mà thành công thì giả dạ, thấy chả có gì để kể cả giờ ngồi kể thất bại chắc nhiều lắm bữa giờ toàn kể thất bại không thôi <laughs> rồi sẽ đọc comment xíu nhé Nãy giờ có nhiều người comment quá rồi, chào mọi người nhé. làm sao để kỷ luật được anh nhỉ? À, làm sao để kỷ luật được hả? À, cái này phải từ thân vận động thôi. còn mà còn mà hiện tại bây giờ trước kỷ luật thì cháy tài khoản nhiều, bị thua lỗ nhiều, thua lỗ đến nỗi không còn gì nữa thì từ khác là sẽ biết kỷ luật. À, chắc chắn chắc chắn nó sẽ như thế, nó sẽ hơi phụ phàng đấy. nhưng mà bây giờ bảo kỷ luật thì chỉ có cách đấy thôi còn mà mình không tự kỷ luật được thì mình đưa lên thị trường đốt tiền thôi rồi thì thị trường sẽ trả giá cho mình những cái bài học mà xương máu mà rất là nhớ đời mà mình khiến mình không thể nào mình phạm phạm phải được thì ok lúc đấy chúng ta mới bắt đầu hình thành khiếp lúc đấy thì khiếp thì ok kỷ luật nó từ có còn bây giờ mà mình còn chưa kỷ luật mà bảo sao kỷ luật thì dạ cũng chả biết làm sao hết à. có thể là khuyên mọi người đang ở hãy kỷ luật đi rồi Ai đưa ra giấy luật này kia Mà nói mọi người chạy Thông thường mọi người chả làm đâu à, Vì chính cha thời xưa cũng thế Bảo mọi người quản lý Người rất là già rất may mắn Gặp được rất là nhiều người Gọi là thành công thực thù Mà kiểu 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 thực thù ấy Chứ không gọi là kiểu loe Rồi là kiểu lùa gà đâu Cũng khuyên chân thành là bảo là Quản lý vốn như thế Mà người ta khuyên Kể người ta mình đâu có nghe Tại vì thời đấy Tiền tài khoản của người ta lớn tiền của mình bẽ theo teo mình quản lý vốn thì bao giờ mới giàu kiểu thế trả bao trả bằng cái tiền mình làm làm công ăn lương nữa ờ, cho nên một phần trăm của ngàn hai ngàn đô trả bỏ bao nhiêu cả ờ, nhiều khi mới đủ ly cà phê này kia quản lý vốn kiểu đấy biết bao giờ đúng không Đó, thì cứ thế tùy tùy mọi người cho nên là trả ăn thua em vô kỷ luật ăn thua xong trả ở đấy đau khổ đủ nhiều đi rồi thì sẽ ngủ ra à. <laughs> <laughs> làng trader này cũng à, uh, kiểu con này trả lời rồi này Black Friday hả Chả không biết chả cứ tưởng là Black Friday hồi thứ sáu đấy chứ nay thứ bảy đây mà hiện đang hồi ở xu hướng tăng H4 nhưng chưa hồi về cái level của H4 cái nào bắt xu hướng giảm ra ngon nó ngon một tăng thì mình vào một lệnh sell tại cũng cái quan trọng của H4 giảm đúng không anh à phân tích phương pháp kỹ thuật đúng không? Phân tích phương pháp kỹ thuật hiện hiện đang hồi ở xu hướng tăng H4, tức là xu hướng tăng hiện tại bây giờ xu hướng H4 là tăng nhưng hiện tại nó đang là sóng hồi hoặc xu hướng hồi gì đấy. Đó nhưng nó chưa hồi về cái kỳ level của H4. Ok, hiểu rồi, vẽ ra luôn. Đây là H4 nha. H4 nó đang tăng thế này và hiện tại bây giờ nó đang hồi nó trở hồi về cái key này hoặc là cái key này của H4. Ok, hiểu rồi, tiếp. Vào H1, xu hướng giảm đã phá qua key level quan trọng của H1 tăng. À, vào H1 thì ở đây nó hình thành cấu trúc giảm thế này rồi. Nó phá qua cái này rồi thì H1 nó bắt đầu chuyển giảm rồi, đúng không? Nhưng mà H4 nó chưa chưa về cái vùng dưới này để tăng lên đúng không? Thì mình vào một cái lệnh sell tại key level quan trọng của H1 giảm đúng không anh? Thì mình có thể vào một cái lệnh sell ở đây, SL sau cái này, TB xuống dưới này đúng không? Ok, nó cũng có cơ sở đấy. Ờ. Đúng rồi, nó cũng có cơ sở để vào đấy. Hiểu rồi. Ra trường đại học làm ở công ty bảo làm việc tri thức chứ thực chất là y làm thuê được cái tên nghe hay. Ờ thì đấy, làm, làm công an lương, làm văn phòng hoặc là nhân IT các kiểu thì mình cũng bán chất xám mà chứ đâu phải làm công việc tay chân, cuộc đất dưới đâu nhưng mà bản chất mình vẫn là bán thời gian bán cái sức lao động của mình để đổi lại tiền nó chẳng qua là chất xám của mình thì có thể mọi người nhìn vào thì ừ thằng đấy thấy khỏe nhưng mà thực chất là khỏe tay chân nhưng mà cái đầu nặng lắm chả khỏe gì đâu ờ tại vì gia cũng làm từ công việc tay chân rồi làm từ cái công việc trí thức cho nên là thấy mọi người nhìn thấy mình nhàn thực chất chả nhàn ờ cũng đau đầu lắm sao thấy dựa vào người ta không về bạn à thì lúc mới đầu đầu tư mà mình cứ dựa vào người ta là người ta cổng sang biên giới người ta bán <laughs> bán bán mình lúc nào trả hay hello anh lâu lắm mới vào xem like anh ờ chào chào em từ do với điều khiển thắng chứ ở nhà mà đánh thua thì th... Ờ, ở thầy nó nhục lắm nhục nó là một phần thông thường dạ không thấy nhục mình bị mất chất nhục hay sao mình chỉ thấy nản thôi mình chỉ muốn bỏ cuộc kiểu như lúc này này ở nhà mình rồi, bây giờ một trả lời cho cậu cho mọi người một cái câu hỏi luôn ấy là mọi người hay đặt ra câu hỏi là có nên trây full tham không? Có nên bỏ việc trây full tham hay không ấy. Thì ok, bây giờ bỏ việc trây full tham cũng được. Nếu mà bỏ việc trây full tham xong rồi thì sao? Thì cậu cái số 1 mình mất này. Tiền tiết kiệm để làm gì? Để mình bỏ việc trây full tham nếu mà trây full tham mình đang ở bậc số 3 này này. Rồi mình giao dịch không có lợi nhuận xong cuối cuối cùng bị thất bại thì sao? Công việc không còn, tiền tiết kiệm hết bây giờ còn lại là con số không thậm chí là số âm và lúc đấy cái cảm giác nó bị mất phương hướng nó không còn hy vọng gì về tương lai chả còn gì để để ấy nữa cả ấy cái cảm giác đấy lúc này già nó đấy nó sẽ rơi vào cái trường hợp đấy cho nên ấy, là mọi người cũng phải cân nhắc cho kỹ trước khi dẫn thân vào ai bảo nghề này sung sướng già dạ, chả thấy già dạ, cũng không thể thế đâu bây giờ nhìn lại thì ừ mình cảm thấy may mắn thật bây giờ chả cần phải dầm mưa dày nắng uh, đi làm lên cơ quan đúng giờ giấc không mình có thể ở nhà thoải mái thích là nào làm nhưng nhưng vấn đề là để làm để có được giống như bây giờ thì ờ, uh, cũng phải trải qua tất cả mấy cái này mà trải qua mấy cái này thì nó có sự đào thải và hồi hôm có nói với mọi người là cái con số là mọi người dẫn thân vào lĩnh vực đầu tư thì khoảng uh, 95% là người bỏ cuộc ấy thì nhà nghĩ là con số đấy nó nó chính xác đấy có thậm chí là nó còn, còn cao hơn đấy. Có thể là 98 99 lần đấy chứ không phải là 95 đâu. Nó ở đây nó có nó nó sẽ có thử sự đào thải hết. Nó đào thải khá là nhiều. À. Nghiên cứu kỹ chứng khoán, đừng đánh future coi hay phó sách là được. Ờ. già thấy cái nào cũng ấy hết cho nên cứ cái nào cũng cần nghiên cứu kỹ hết. Giai đoạn backtest phương pháp là giai đoạn Mấy của trây về anh à, ra Giai đoạn Giai đoạn trây backtest đúng không Hỏi cái, cái buổi live hôm qua đúng không Đây à, Giai đoạn 0, 1, 2, 3 và quay lại về 0 đúng không Phân tích Giai đoạn backtest là giai đoạn ở 0 này này Giai đoạn ở 0 Backtest thì giúp cho chúng ta Củng cố về phương pháp Hiểu về phương pháp Thì nó nằm ở 0 Ở phần phân tích này Còn mà rèn về tâm lý Thì là ở 1 với 2 viết nhật ký và gia tăng cái năng lực chiêm nghiệm suy nghĩ suy ngẫm thì nó ở giai đoạn 3 nhé rồi quay về chủ đề hôm nay hoặc là mọi người có thể xem lại video trên ITB video số 31 mới up lại hồi sáng ngày hôm qua vậy chả nhớ <laughs> cuối tháng nhấn lương làm lạnh đi luôn ở đây trường hợp đấy thời xưa già gặp nhiều lắm chính nhà tại con liên tục cứ cuối tháng nhận lương nạp vào rồi cháy, à. xong mình cũng nản cũng hoài lắm chứ, xong cái rồi lúc đấy, lúc đấy thì bắt bắt đầu là nhiều cái suy nghĩ tiêu cực nó này sinh lên bảo là thế rồi hay gì, hay là bây giờ làm mấy cái điều điều xấu ác ấy, nó cũng hiện diện nhiều lắm mình cần phải đấu tranh nội tâm để vượt qua lúc đấy mới thấm cái câu là ờ à, đạo đức là khi chưa có cơ hội để làm sai thôi còn khi có cơ hội làm sai rồi thì mới biết là có đạo đức hay không thì lúc đấy cũng cực kỳ thấm cái câu đấy hết tiền cuối tháng hết tiền giao dịch thì thua lỗ lương thì trả hết chi phí ăn uống hết rồi cũng xóa hết rồi bây giờ cần tiền bắt đầu là bắt đầu những cái suy nghĩ sợ ác nó nảy sinh mình phải đấu tranh vượt qua Full tam thì ok thôi Mà phải kiến thức với kỷ luật phải ok ờ, Dạ thấy full time nhiều yếu tố lắm Kiến thức kỷ luật là một phần còn nhiều phần khác nữa Rồi trả lời hết rồi Rồi, hôm nay chủ đề của ngày hôm nay là nói về cái này thôi Buổi live hôm qua có đăng trên, đến... Ờ à, đúng rồi, có đăng Video gần nhất, video số 31 vào xem lại, cái video này chắc cũng sẽ đăng lại thôi Video số 32 À Rồi, cảm ơn mọi người nhiều à, Trong lúc mà già làm cái buổi chuyên đề này Có cái gì Mà những cái lời nói hoặc hành động cử chỉ Gì đấy, bất cứ một cái gì Mà khiến cho Mọi người cảm thấy không vui, buồn Hoặc là Tổn thương mọi người thì trả dạ, thành thật xin lỗi và mong mọi người bỏ qua cho. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Muốn cầu bình an, sức khỏe và trí tuệ đến với mọi người. Chúc mọi người cuối tuần bình an, hạnh phúc và tuần mới giao dịch hiệu quả. À, xin chào và hẹn gặp lại.